Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến ngày 1 tháng 4 năm 2021, dân số Việt Nam đạt 98,2 triệu người, trong đó có 12,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Số người cao tuổi hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đã tăng lên, chiếm 20,7% tổng số người cao tuổi. Trong đó, số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng nhanh hơn, bình quân giai đoạn tăng 5,32% mỗi năm. Nhằm đảm bảo đời sống cho người nghỉ hưu, từ năm 1995 đến hết năm 2023, Quốc hội, Chính phủ đã tiến hành 23 lần điều chỉnh lương hưu. Sau nhiều lần điều chỉnh, mức lương của người nghỉ hưu hiện nay đã tăng từ 21 đến 26 lần so với mức lương hưu tại thời điểm năm 1995. Hiện nay, mức hưởng lương hưu bình quân từ quỹ bảo hiểm xã hội là 5,6 triệu đồng trên một người trên một tháng.